Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Thì nhắc tới kiếm tiền online đấy, và kiếm tiền online không cần vốn thì anh em cũng không xa lạ gì với những con app mà nó truyền thống hiện nay, ví dụ như là đọc báo kiếm tiền đấy và làm khảo sát kiếm tiền anh em nhé. Đấy, đảm bảo anh em là anh em cũng không nghi ngờ gì về những cái phương pháp kiếm tiền online truyền thống như hiện nay. Và ngoài ra thì anh em có thể là bán hàng đấy, nhưng mà những cái điều đấy thì nó là rất là khó, bởi vì mình phải là người có lực tương tác lớn, mình phải là một người trăm cày cuốc thì anh em mới kiếm được, đúng không? Đấy, thì anh em mới có thể hy vọng được. Nhưng đấy, nhưng nếu như mà nhắc đến cái bộ môn đỏ đen cờ bạc đấy, kiếm tiền bằng đỏ đen cờ bạc, và cụ thể ở đây đó chính là tài xỉu online, được chưa? Đấy, và những cái bộ môn cờ bạc online nói chung, tài xỉu online nói riêng và cờ bạc online nói chung, đấy thì anh em cũng không xa lạ gì nữa. Đấy, và còn ở đây thì những anh em đang xem video ở đây thì anh em hiểu gì, anh em hiểu như thế nào về cờ bạc online và tài xỉu online. Đấy, còn đối với cá nhân của mình ấy, thì những thứ liên quan tới đỏ đen và cờ bạc ấy, thì nó đều là 50-50 và không hề dễ, không hề dễ để anh em có thể là kiếm tiền được và anh em thể ăn được tiền. Đấy, nhưng mà nếu như mà anh em biết cách, anh em chơi đúng cách và anh em chơi đúng phương pháp thì cái việc đấy thì nó cũng không hề khó anh em ạ. Đấy, tuy là nó không dễ, nhưng nếu như mình biết cách, mình biết vận hành vào, mình biết chơi thì cũng không gọi là, nó cũng không thành vấn đề và nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đấy nó là quá khó hay là anh em mình không thể làm được. Đấy, cái gì thì anh em mình cũng thể làm, cũng có thể làm được anh em nhé, miễn là nó phải có cách và nó phải có phương pháp rõ ràng. Đấy, thì anh em chơi thì anh em mới đạt được cái độ hiệu quả. Đấy, và anh em làm gì cũng thế thôi. Và cái bộ môn cờ bạc tài xỉu online này này thì nó cũng có rất là nhiều những cái hệ lụy. Đấy, ngoài những cái việc là kiếm lãi dễ và gọi là kiếm tiền cực nhanh. Đấy, vì những cái kiếm tiền nhanh và kiếm tiền cực dễ như thế và những cái phương pháp như thế thì có rất là nhiều những cái nhóm được tạo ra. Được chưa? Được tạo ra để nhằm mục đích chỉ vào để mồi anh em, để lừa anh em là anh em chuyển tiền cho họ thôi. Đấy, và cụ thể đây mình đang có hai cái ảnh này, hai cái ảnh để chứng minh rằng là cái cờ bạc online này thì nó lừa đảo rất là nhiều. Được chưa? Hay là nhắc đến cái bộ môn chay này. Đấy thì nó cũng không hề kém. Đấy, tài xỉu 1 thì cái chay này thì nó cũng là 1,5. Đấy, tài xỉu 10 thì cái này cũng là 9,5. Đấy, cái bộ môn chay này thì nó cũng không khác gì tài xỉu anh em ạ. Nó là đỏ đen và được anh em nói đến nó chính là cái phương pháp kiếm tiền an toàn, nhưng thực chất thì nó là cái tài xỉu 2.0 và nó là cái tài xỉu nhá, nó cũng là tài xỉu thôi anh em ạ, và nó còn làm cho anh em lún sâu hơn cả tài xỉu, nên là anh em phải nghĩ kỹ nhá, phải nghĩ kỹ trước, là nghĩ kỹ trước khi anh em chơi cái bộ môn chay này. Và tôi khuyên anh em là không nên nghe bất kỳ một thằng chuyên gia nào nó bảo là chắc chắn đưa anh em về bờ, được chưa? Đấy, thì anh em phải thực sự là người tỉnh táo. Còn để mà nhắc, để mà nói về cái sức hút của đồng tiền ấy thì nó rất là lớn, nên là anh em chơi gì ấy, anh em là anh em đánh cái kiểu gì hay là anh em làm gì thì anh em cũng phải là thực sự là tỉnh táo. Đấy, nếu không thì nó sẽ đưa cho anh em đến cái vấn đề là thua tha, lún sâu hay là vỡ nợ bất cứ lúc nào anh em nhé, bất cứ lúc nào để anh em chơi. Đấy, còn riêng cá nhân của mình, riêng cái quan điểm của mình thì mình vẫn khuyên anh em ấy là nếu như mà để lựa chọn giữa cái việc là chơi cái bộ môn chay và cái bộ môn tài xỉu, đây là mình đang nói đến hai cái lĩnh vực kiếm tiền online thôi anh em nhé, thì mình khuyên anh em là nên chơi tài xỉu, bởi vì cái chay nó còn lún sâu hơn và nó còn tiềm thức cho anh em đến rất lâu về sau. Đấy, nên là anh em không nên anh em nhé. Đây, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với anh em một cái con app, một cái con game thuộc cái dạng tài xỉu online, để anh em có thể tham gia, anh em chơi một cách an toàn mà anh em không lo sợ về cái vấn đề bịp hay là không rút được anh em nhé. Đây thì dạo gần đây thì mình hay chơi con game này. Đấy, hôm trước thì mình mới nạp vào 5 củ, cách đây một tuần mình có nạp vào 5 củ, và mỗi một ngày thì mình chỉ kiếm khoảng tầm 2 củ đến 3 củ thôi anh em ạ. Không tham, có những hôm mình vào mình chỉ cần đánh một tay duy nhất và sau đó mình nghỉ luôn. Đấy, và anh em cũng nên tập luyện theo một cách chơi như vậy để anh em có thể làm sao tối ưu hóa được cái vấn đề kiếm lãi, mà anh em có thể hạn chế nhất cái vấn đề là thua tha và mất mát.
về tiền bạc ở trong cái bộ môn này, và anh em không nên chơi anh em nhé. Anh em không nên chơi nếu như anh em là một người mà ham thắng và anh em là một người ăn tham đấy. Trừ khi lúc nào mà anh em hết cái tình trạng gọi là ăn tham rồi thì anh em hãy nghĩ và anh em hãy bắt đầu là anh em vào để anh em chơi con game này. Còn nếu như anh em vẫn còn tình trạng ăn tham thì mình khuyên thực sự với anh em luôn là anh em không nên anh em nhé, không nên. Và kể cả có những hôm mình thua mình vẫn phải gọi là ngậm đắng nuốt cay để nghỉ, chứ không thể để chơi tiếp được, bởi vì lúc đấy là đầu óc mình không tỉnh táo nữa rồi, đúng không? Lúc đấy là đầu óc mình không tỉnh táo nữa rồi, nên là để mình chơi lúc đấy, để mình chiến thắng ngay lúc đấy thì dường như đó là một cái điều rất là khó nhá. Nó dường như nó một điều cực kỳ khó luôn, và anh em phải là người tỉnh táo sau cùng thì anh em mới là người chiến thắng được đấy. Cái bộ môn này thì nó khác hoàn toàn so với những cái bộ môn kiếm tiền online khác. Ví dụ như là anh em chơi anh em dùng những cái app kiếm tiền online như là khảo sát, hay là anh em làm về đọc báo kiếm tiền đấy, thì anh em phải cày cuốc đúng không? Nhưng mà cái này thì không cần thiết đấy. Anh em chỉ cần có phương pháp chơi là anh em có thể là lụng được lúa ở trong cái con app này rồi. Và cái con app tài xỉu online này thì trong nhóm của mình thì có chia sẻ với anh em đấy, trong nhóm của mình thì có chia sẻ với anh em, nên là anh em hoàn toàn có thể vào trong nhóm của mình để anh em có thể là tham khảo về những cái chơi, về những cái cách kiếm tiền online đấy. Và cái link tải cái con app mình đang chơi đây đấy, và hiện nay mình đang kiếm tiền đây, thì mình sẽ để bên dưới phần bình luận đấy, cũng như mô tả của video, và cả cái link nhóm cũng thế anh em nhé. Cái link nhóm thì mình cũng sẽ để bên dưới đấy luôn, được chưa? Cái link nhóm của mình thì mình vẫn để bên dưới đấy luôn, để cho anh em có thể là tham gia vào anh em chơi và anh em kiếm tiền online và anh em gọi là kiếm thêm thu nhập hàng ngày đối với cái bộ môn này, cho những anh em nào mà đam mê những cái bộ môn đỏ đen như vậy đấy, mà anh em không biết cách chơi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé.